bờ biển dài 65 km cùng 4 trên 9 cửa sông thuộc dòng Mê Công, cửa Chiên, Hàm Luông, Ba Lai, cửa Đại. Có thể nói, tự nhiên đã ưu ái ban tặng cho Bến Tre vị trí đắc địa nhất nhì đồng bằng sông Cửu Long. Để có hệ sinh thái thủy sản vô cùng phong phú và đa dạng, ngọt, mặn, lợ. Trong đó, dùng cửa sông ven biển được ví như là cánh cửa mở, nơi giao quà của các hệ sinh thái. Từ đây, gần 100 loài thủy sản có thể về với biển khơi hoặc ngược lên thượng nguồn mà tìm nguồn nước ngọt. Ngoài nguồn lợi thủy sản tự nhiên, người dân Bến Tre ngày nay đã áp dụng nhiều hình thức nuôi thủy sản để phát triển sinh kế dựa trên lợi thế đó, trong đó có con tôm, đối tượng thủy sản luôn giữ vị trí top đầu về giá trị tại địa phương. Dưới những cánh rừng ngập mặn này là tập hợp đa dạng các giống loài trên cạn, dưới nước cùng cộng sinh. Để giữ các loài thủy sản trong rừng ngập mặn, người dân nơi đây đã làm bờ bao, khoanh vùng, dần dần phát triển thành nghề nuôi thủy sản quảng canh xen rừng. Trong các đối tượng thủy sản nuôi hình thức này, con tôm sú sinh trưởng và phát triển tốt nhờ được sống trong môi trường tự nhiên của rừng ngập mặn, mà lại có giá trị kinh tế cao nên người dân rất chú trọng. Nhằm giúp bà con tăng hiệu quả kinh tế cho mô hình nuôi quảng canh xen rừng, từ năm 2019, Chi cục Thủy sản Bến Tre cũng đã triển khai mô hình tôm rừng sinh thái. Đối tượng phát triển là con tôm sú. Mục tiêu của mô hình là xây dựng vùng nuôi tôm sú đạt chuẩn EU Organic để tăng giá trị so với hình thức nuôi thường. Mô hình có 135 hộ tham gia, quy mô 550 hectare trên địa bàn 4 xã An Thủy, Tân Thủy, Bảo Thuận, Bảo Thạnh, huyện Ba Tri. Chi cục thủy sản đã hướng dẫn cho bà con các kỹ thuật để nuôi tôm đạt năng suất chất lượng như không sử dụng chất cấm, sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, ghi chép nhật ký và lưu trữ hồ sơ đầy đủ, quản lý rác thải phù hợp, quy hoạch và quản lý sản phẩm đúng cách, đặc biệt là kỹ thuật làm ao dèo, ươm tôm giống. Thì trước đây bà con ở đây thì cũng nuôi như là thả lan, không có quan tâm đến vấn đề mà để làm ấu dèo, ấu ương gì đó, thành ra cái tỷ lệ nó đạt sống rất là thấp. Từ cái ngày mà chi cục thị sản có xuống để phổ biến vấn đề nuôi tôm sinh thái, thì bên đó có nói về bên vấn đề ấu dèo, ấu ương, thì ở đây như là cũng thực hiện được vài ba hộ. Riêng tôi thì thấy nó làm ấu dèo, thấy nó cũng đạt cái tỷ lệ sống cao. Theo đúng ra thì thả thì mỗi lần mình thả là khoảng chừng 200-300 ngàn bót, nhưng mà mình thả lan thì nó không có đạt hiệu quả, tới giờ đó mình không nắm được tỷ lệ bao nhiêu. Còn như mình làm cái ao dèo như vậy, thí dụ như tôm được 10 ngày, 15 ngày, mình sẽ biết tỷ lệ nó sống bao nhiêu. Rồi trong khi mình chuyền ra ngoài, mình biết là cái số lượng của nó là còn được bao nhiêu, để mình quản lý được cái con tôm đó, thì sau này cái hiệu quả của nó là hết sức là cao, như tôi đang làm đó. Mô hình này thì nuôi được theo cái quy trình hai giai đoạn. Giai đoạn đầu quỳ ương khoảng hơn 20 ngày, sau đó đưa ra cái môi trường nuôi rộng hơn. Và kết quả thì đã thu được năng suất, tỷ lệ sống là 70%, năng suất là trên 250 kg cho một hecta, tăng 100 kg so với trước khi mình là thực hiện mô hình. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 24.000 hecta tôm nuôi hình thức quảng canh. Mô hình được ngành nông nghiệp kỳ vọng sẽ góp phần giữ vững diện tích rừng hiện có và thúc đẩy tăng cường trồng rừng, bảo vệ đê biển, kết hợp nuôi tôm phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, cũng như xu hướng tiêu dùng thực phẩm sạch, có trách nhiệm với môi trường, bảo vệ tài nguyên mà người tiêu dùng thế giới đang hướng đến. Theo hướng từ biển vào, sau những cánh rừng ngập mặn là khu vực nuôi tôm thăm canh, bán thăm canh, còn được gọi là nuôi tôm công nghiệp. Tại Bến Tre, hình thức nuôi này được phát triển mạnh từ đầu những năm 2000. Đối tượng nuôi cũng là con tôm sú. Từ năm 2008,
có thêm đối tượng thủy sản mới được du nhập là con tôm thẻ. Hiện nay, với hình thức nuôi công nghiệp thì tôm thẻ chiếm ưu thế hơn bởi thời gian nuôi ngắn hơn tôm sú, giảm nguy cơ rủi ro cho người nuôi. Nuôi hình thức thâm canh, người nuôi có thể tận dụng nguồn nước mặn tự nhiên, lắng lọc, xử lý tạo môi trường nuôi ổn định phù hợp với quá trình sinh trưởng của tôm. Ưu điểm nổi trội của hình thức nuôi này đó là cho phép người nuôi ở mật độ cao, vì vậy giúp gia tăng năng suất, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế lớn trong thời gian ngắn. Với khoảng 12.000 hecta nuôi tôm thâm canh, Bến Tre là một trong những tỉnh có sản lượng tôm đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hơn 20 năm phát triển, trải qua nhiều thăng trầm, nhưng nghề nuôi tôm công nghiệp ở Bến Tre vẫn giữ tốc độ phát triển. Con tôm đã giúp đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt, diện mạo nông thôn mới thay đổi. Gần đây, Bến Tre đã áp dụng mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, nâng nghề nuôi thâm canh lên siêu thâm canh, mang lại hiệu quả cao hơn, bền vững hơn cho nghề nuôi. Bằng cách áp dụng công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, mô hình này giúp người nuôi kiểm soát được môi trường ao nuôi, từ đó giảm những nguy cơ về dịch bệnh để năng suất đạt 60 đến 70 tấn trên 1 hecta mặt nước. Tôm nuôi đạt kích cỡ lớn cũng như các yêu cầu chất lượng để xuất khẩu, tỷ lệ thành công trên 95%. Chính vì vậy, hình thức nuôi này đang được địa phương khuyến khích nhân rộng để phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra mục tiêu toàn tỉnh phấn đấu phát triển thành công 4.000 hecta tôm nuôi công nghệ cao, sản lượng 144.000 tấn, giá trị 1 tỷ đô la. Đây cũng là một trong 11 công trình dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn này. Trong năm đầu tiên thực hiện nghị quyết, diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao đã đạt 2.000 hecta. Trước khi chưa phát triển hình nuôi công nghệ cao này thì có rất là nhiều cái mô hình đã phát triển, nhưng mà chưa có mô hình nào mang đến hiệu quả như hôm nay, về sản lượng, về size tôm, về dịch bệnh và mình nuôi được thông suốt quanh năm thì diện tích đầu tư dự tính sẽ nhân rộng. Theo sự phân bổ của tự nhiên, đi ngược về thượng nguồn nước ngọt là khu vực của con tôm càng xanh. Tôm càng xanh là loại bản địa có nhiều giai đoạn phát triển, trong đó mỗi giai đoạn lại đòi hỏi một điều kiện sống khác nhau. Tôm trưởng thành trong môi trường nước ngọt, nhưng khi sinh sản thì về dùng nước lợ ở cửa sông. Tôm con lại ngược dòng trở về thượng nguồn để lớn. Khác với tôm sú, con tôm càng xanh được phát triển nhanh và có kích cỡ lớn hơn tôm cái rất rõ rệt. Dựa trên đặc điểm sinh trưởng và phát triển đặc biệt của con tôm càng xanh, từ năm 2019, Trung tâm Khuyến nông Bến Tre đã triển khai mô hình nuôi luân canh tôm càng xanh toàn đực lúa tại các xã thuộc khu vực Bắc huyện thành phố, là khu vực trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản để chuyển giao quy trình nuôi mới cho bà con. Với một cái hệ sinh thái hài hòa giữa con tôm và cây lúa, chúng ta ứng dụng con tôm càng xanh toàn đực để gia tăng năng suất và sản lượng. Ngoài ra chúng ta ứng dụng một số giống lúa chịu mặn trên những cái đồng lúa như thế. Sự hòa quyện này đã tạo nên một cái hệ sinh thái hết sức là ổn định và bền vững. Giá trị của con tôm mang lại góp phần cho cái lượng lúa có khả năng tăng lên từ 3 cho đến 4 lần. Và kết quả của nhiều năm qua cũng như là năm 2021 đã cho những cái tín hiệu hết sức là khả quan. Ở trên cái địa bàn xã mình thì nó phù hợp với cái lý do là mình có hai cái mùa mưa nắng rõ rệt và nó kéo theo đó là hai cái mùa nước mặn và nước ngọt. Tuy nhiên thì con tôm càng xanh thì nó lúc theo các cái nhà khoa học người ta khuyến cáo là giai đoạn đầu, giai đoạn tôm con thì nó thích hợp ở độ mặn 5-70 ngàn, thì mình sẽ ươm con vào cái giai đoạn 6 nước mặn và khi con tôm lớn dần lên thì chuyển sang cái nước ngọt. Dựa trên đặc điểm này nên cứ tầm đầu mùa mưa khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5 âm lịch là bà con thả giống. Khi đó chân nước mặn vẫn còn để tôm con phát triển tốt. Tôm càng lớn, nước càng ngọt. Cứ như vậy cho đến mùa nước mặn của năm sau
thì cũng vừa đến thời điểm thu hoạch. Ngoài việc chọn thời điểm thả giống, sử dụng giống tôm toàn đực, thì kỹ thuật nuôi mới đã giúp tăng 35% năng suất, mang lại thu nhập khoảng 100 triệu đồng trên một hecta, gấp đôi so với cách nuôi của bà con trước đây. Trước đây là tôi nuôi tôm, bắt đầu nuôi quảng canh ruộng lúa mà tôm toàn là đực cái lộn xộn, sau này mới chuyển qua công nghiệp. Thì bây giờ thấy là cái môi trường mà tôm càng xanh toàn đực á, là khuyến cáo trong cái khuyến cáo ở huyện á, thì mới thấy là càng đực nuôi chất lượng, bị nó nuôi đực không à, nó không có cái. Thành thử ra mình nuôi là tôm nó lớn, bán nhiều tiền hơn, còn lúc trước cái thì đực cái thì cái bán quá rẻ. Thành thử ra giờ nuôi càng đực là ngon hơn. Như là ở dưới thì nuôi tôm, rồi trên cồi thì cấy lúa, còn bờ thì mình trồng cỏ nuôi bò. Như vậy đó. Đa số người nông ở dân ở đây thì ai đều cũng làm vậy. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nắng nóng và xâm nhập mặn tăng, con tôm càng xanh, đối tượng thủy sản bản địa, nuôi hình thức quảng canh cải tiến, nuôi sen trong ruộng lúa đã khẳng định ưu thế vượt trội. Không những vậy, với quy trình sản xuất phù hợp, bền vững, thân thiện với môi trường mà Trung tâm Khuyến nông Bến Tre triển khai thành công, còn đặt nền móng cho việc sản xuất hàng hóa thích ứng với biến đổi khí hậu của tỉnh nhà trong tương lai. Có thể thấy, dù là đối tượng và áp dụng hình thức nào, thì con tôm nuôi ở Bến Tre ngày nay đã được phát triển dựa trên đặc điểm của từng vùng sinh thái, từ đó đảm bảo hài hòa về môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và an sinh xã hội. Việc tôn trọng điều kiện tự nhiên nói chung, các yếu tố thủy lý, thủy hóa nói riêng để phát triển sinh kế đã mang lại hiệu quả. Theo ngành nông nghiệp Bến Tre, hiện nay tổng diện tích nuôi thủy sản của tỉnh gần 46.000 hecta, trong đó tôm nước lợ 35.000 hecta chiếm 76% về diện tích, 27% về sản lượng. Tuy nhiên, về giá trị của con tôm luôn gấp 3 đến 4 lần so với các loại thủy sản khác. Chính vì vậy, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để gia tăng năng suất là chìa khóa giúp gia tăng sản lượng, từ đó tăng giá trị cho ngành tôm. Và trong năm 2022 và cũng như những năm tiếp theo, làm thế nào đối với ngành cũng phối hợp với các cái ngành liên quan để mà kêu gọi từ 1 đến 2 cái nhà máy chế biến tôm để đầu tư tại địa bàn tỉnh, để làm thế nào để gắn kết với các cái vùng nguyên liệu của ở Bến Tre, để làm thế nào để tiêu thụ, làm cho cái tiêu thụ đối với tôm mình nó được cái ổn định, và người dân người ta sẽ cái an tâm để mà người ta đầu tư để mà phát triển được cái ngành tôm này. Rồi để phát triển được những cái định hướng phát triển vậy, thì ngành hiện nay cũng xác định cái giải pháp hiện nay cũng đang tập trung, đó là phải triển khai đồng bộ các cái chính sách của Trung ương cũng như là ở địa phương hiện nay đã được ban hành. Cũng trong thời gian tới thì ngành sẽ là tiếp tục rà soát lại những cái chính sách nào phù hợp thì tiếp tục triển khai, và không phù hợp thì kiến nghị đối với các cấp để điều chỉnh bổ sung cho nó hiệu quả. Từ những giống loài thủy sản phân bổ một cách tự nhiên, trải qua nhiều thế hệ, người dân Bến Tre đã biết chọn lọc những đối tượng có giá trị để nhân đuôi phát triển kinh tế. Việc phát triển đa dạng các hình thức, đối tượng tôm đuôi gắn với từng vùng sinh thái chính là chúng ta đã phát huy được lợi thế mà tự nhiên ban tặng. Đó cũng là thuận thiên. Thuận thiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay, không những phải dung hòa và nương nhờ các giá trị tự nhiên để phát triển, mà cần tiếp tục kế thừa, không ngừng chọn lọc những tiến bộ khoa học kỹ thuật phù hợp để khái niệm phát triển bền vững không còn mang ý nghĩa chậm mà chắc, mà chúng ta hoàn toàn có thể phát triển nhanh và mạnh khi đã có đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa.